Thưa quý vị, sáng nay, hòa cùng không khí hân hoan chào mừng năm học mới trên cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự khai giảng chúc mừng thầy cô, phụ huynh và học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng sách, đi thăm, trò chuyện với cán bộ, giáo viên nhà trường, các bậc phụ huynh và tham gia vào nghi thức đón học sinh của 7 lớp 1, những thành viên mới nhất của trường tiểu học Lê Văn Tám. Với trên 1.400 học sinh, lễ khai giảng tại trường tiểu học Lê Văn Tám năm nay hết sức gọn nhẹ, có những tiết mục văn nghệ và phần hội hấp dẫn. Mong muốn của nhà trường và các bậc phụ huynh để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của các em học sinh. Cùng với các trường học trong cả nước, lễ khai giảng ở trường tiểu học Lê Văn Tám bắt đầu với lễ chào cờ trang nghiêm. Toàn thể học sinh, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, đại biểu đã cùng hát quốc ca. Tiếp đó, lãnh đạo nhà trường đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.